Dạ vâng, Thắng Hoàng xin chào các anh em nhá. Chào các bác nhá. Nay thì bên em đang về lô đẩy hai kênh và ba kênh và cũng đang trong cái quá trình là vệ sinh cho cái sản phẩm này trước khi lên sóng báo giá cho các bác. Thì bên em hôm nay nó về là được mấy cái mã của Sơn Standard này. Mã EX3600 công suất 850 này và mã 2004 công suất 650 này. Màu sắc mặt phay nhôm trông rất đẹp luôn đấy các bác nhá. Nó là đẹp cực kỳ. Thương hiệu này là thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Thương hiệu Sơn Standard này là thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Những cái phiên bản máy này thì hoạt động rất là hay, tiếng rất hay. Và quan trọng nữa là nó sẽ có những cái chức năng như là bảo vệ mạch bằng cái cách đấy là chống cháy, chống chập cho loa. Anh em có nhỡ may chập dây loa thì nó vẫn bảo vệ được cái máy này không bị cháy luôn. Đấy là một cái mức độ an toàn. Và thứ hai nữa là khi anh em có quên cái phần mà volume anh em đang để lớn như thế này đấy, mà nhỡ may mà bật công tắc lên đánh điện tín hiệu nó vào phát nó ra nó bùng cái loa rất là lớn, thì thay vì như vậy thì cái con đẩy này nó sẽ âm thanh nó sẽ từ chút xíu nó sẽ tăng lên trong vòng vài giây thì âm thanh nó mới lên được đến cái ngưỡng như thế này. Đấy là nó không chống sốc cho loa. Khi mà một đôi loa nó đang bình thường, nó chưa có dao động, bây giờ nó phải từ dao động nhẹ rồi lên mạnh, bây giờ tự nhiên nó là bụp phát này rất là dễ cháy loa là như vậy. Thứ nhất là công suất nó đột ngột, nó phục cái ra loa phục lại, nên là cháy đẩy, cháy loa rất là dễ. Những cái máy này hoạt động rất là hay. Đấy. Ba kênh 850W, 800W, 800W, 1500W. Đây, máy rất chất luôn. Đấy, anh em đang vệ sinh đây nhá. Đấy, đang vệ sinh. Có những cái mẫu ba kênh thì thông thường nó rất là ít. Và những cái dòng máy như thế này nó lại càng ít nữa. Phải nói là đây là một trong những cái lô đẩy mà Thắng Hoàng cũng hay bán cho các bác. Hay bán cho các bác. Đấy, thì hôm nay về cũng được có vài cái này nữa thôi. Đấy. Nguồn sung luôn các bác nhé, Flat TD. Đấy, anh em nào chờ đợi cái thông tin báo giá cũng như giới thiệu sâu hơn về sản phẩm, và sản phẩm sẽ được làm sạch sẽ hơn giới thiệu với các bác trong video, thì mọi người hãy đăng ký kênh để có thể là theo dõi nhé, và xem video thì ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chào mọi người nhé.